Goku lấy vợ là do bị gai, chỉ vì lúc bé cậu lỡ tay vồ vỗ cô bé xem là con trai hay con gái. Sau đó cô bé đã mặc định luôn, thằng này là chồng mình. Goku chưa từng gặp một người nào khác ngoài ông ngoại trong nhiều năm liền. Cho đến khi gặp Bulma là người đầu tiên, cậu cũng không hề biết phụ nữ là gì. Goku không có nghề nghiệp mà gia đình lại nghèo. Trong nhiều năm liền vợ con phải sống túng thiếu, từ khoản thưởng từ các giải đấu võ thuật hàng năm và sự trợ cấp của cha vợ Ngưu Ma Vương. Mãi sau này vợ chửi quá nên có làm nông dân với làm bảo vệ công ty, kiếm ít tiền về nuôi vợ con cho con đi học. Nhưng ảnh thường hay trốn việc với lý do luyện tập để bảo vệ trái đất. Trong 10 năm sau khi tiêu diệt Ma Bư, Goku hầu như cóc thèm đi thăm bạn bè của mình lần nào, dù cho hắn ta có dịch chuyển tức thời. Goku đã quyết định dùng nhiều thời gian sống sau này của mình để huấn luyện một thằng nhỏ vào cuối truyện The Dragon Ball Z, với một trong hai mong muốn là thằng nhỏ đó sẽ trở nên cực mạnh để đấu với mình trong tương lai. Dù rằng luôn nỗ lực luyện tập để đến đỉnh cao sức mạnh trước Goku, nhưng vì vợ sắp đẻ em bé nên Vegeta đã hoãn hết tất cả lại để về với vợ con. Chứ không giống như ai kia.